Tin mừng theo Thánh Luca. Người nói với các ông: khi các con cầu nguyện, hãy nói: lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ. Cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Đức Thánh Cha Francisco nói: cầu nguyện là nói chuyện hàng ngày với Chúa, Đấng luôn lắng nghe chúng ta. Ta rất thích trò chuyện với những người mình yêu mến, vì ta biết họ luôn sẵn lòng lắng nghe ta. Cũng vậy, Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương chúng ta, cũng rất thích được nghe chúng ta thưa chuyện với người. Thế nhưng, chúng ta thường hay bối rối, không biết cầu nguyện thế nào. Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy các môn đệ cách cầu nguyện. Cầu nguyện là chúc tụng Chúa và xin những ơn cần thiết cho ta và cho mọi người khác, và là xin ơn tha tội. Cầu nguyện cũng chính là dịp để chúng ta gắn kết mật thiết hơn mối tương quan với Chúa, và nhờ đó sống quảng đại hơn với anh em mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết khao khát gắn bó với Chúa qua việc siêng năng cầu nguyện. Amen.